hiện tượng về một người đi khất thực từ Bắc xuống Nam đi trong 6 năm nay là Thầy Minh Tuệ. Tôi không dùng chữ thích vì chính ông cũng không nói ông là thích Minh Tuệ. Chỉ trong 26 ngày vừa rồi thôi trên mạng truyền thông thống kê như sau cái tên Minh Tuệ được Google truy cập truy cập tức là vào xem 90 triệu lần không phải trong nước mà thôi mà nước ngoài nữa chưa đầy một tuần cái người nổi tiếng nhất trên tất cả các tiktok youtube facebook viber instagram là minh tuệ là người được chú ý nhất ở nước việt nam hiện giờ hơn cả những người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ chính trị hay văn hóa chưa đầy một tháng mà đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ để làm tượng, vẽ tranh, làm phim, làm bài hát, mê may quần áo giống như vậy và làm thơ ca, vân vân. Có lẽ chỉ có một cái nồi cơm điện mà hàng trạo triệu người đã phải nhắc đến. Rất nhiều người phải run sợ vì cũng có thể sợ mất miếng ăn. Là người đi bộ khắp đất nước, đứng đầu ở Việt Nam vì trong 6 năm rồi ông đã đi ra đi vào nhiều lần là người ngủ ngoài trời ngủ trong nghĩa địa trong nhà hoang ở nơi hoang vắng bị mũi cắn nhiều nhất việt nam là người ăn xin duy nhất ở việt nam chỉ xin ăn một bữa thôi không nhận tiền không nhận vải vóc hàng hóa là người bị khen chê ca ngợi tung hô đảnh lễ tức là cúi đầu nhiều nhất việt nam hiện giờ gây bão xôn xao trên mạng xã hội là người không sân si với đời mà đời lại tự sân si với ông là người không có trong tổ chức giáo hội phật giáo việt nam mà lại bị giáo hội lên tiếng có ý kiến là người không hề muốn nổi tiếng mà lại nổi tiếng không lường cho nên trở thành đại nghiệp là người đàn ông duy nhất ở việt nam không lấy vợ bỏ nhà đi ăn xin mà rất nhiều người đàn ông khác có vợ lại muốn đi theo để trải nghiệm hiện thời xem ra sao. Cái kỷ lục này đang còn tăng lên, không phải vì ông ta là một người bình thường, nhưng là vì tâm trạng của những người đi theo đã nhìn thấy một sự khao khát cái gì đó nơi ông. Ông đó là Lê Anh Tú, con trai thứ hai trong gia đình bốn người con, sinh năm 1981. Con rất trẻ, năm Tân Dậu, nơi sanh là ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Năm 1994, gia đình ông di cư vào Gia Lai, Cao Nguyên. Rồi ông nhập ngũ trong quân đội nhân dân, cấp bậc thượng sĩ, trung đội phó. Rồi sau đi làm công ty đo đạt ở tỉnh Đắk Lắc. Rồi bỏ hết mọi chuyện để đi tìm con đường khổ hạnh. Con đường mà nhà Phật gọi là hạnh đầu đà mà Đức Phật đã đi tìm trước khi được giác ngộ. Tại sao? Tôi nói cái đó là vì hôm nay chiếu theo lời hỏi của ông Phêrô mặc dầu Chúa không coi thường câu hỏi đó. Nhiều người nghe câu hỏi này chắc ông bực mình để đánh lạnh trống lãng đi. Chúa không bỏ qua. Chúa không khinh ông Phêrô. Chúa biết ông ấy đòi về vật chất chắn. Chứ vì từ lúc đó nghĩ cái gì? Chính ông còn đang muốn làm thủ tướng. Mấy ông kia còn đòi chức này chức nọ. Cho nên khi ông hỏi này, Chúa trả lời khác. Sau khi đưa ra những điều kiện để đi theo Chúa, Quý vị biết điều kiện để đi theo Chúa là gì? Từ bỏ. Mấy tuần trước mình nghe liên tiếp từ bỏ. Cha mẹ, vợ con, anh chị, ruộng nương, nhà cửa, kể cả mắt, nữa, móc nó ra đi kể cả tay, kể cả chân. Đó là điều kiện để đi theo Chúa. Cho nên nếu ai hỏi điều kiện để đi theo Chúa là gì, hai chữ tự bỏ. Chúa Giêsu hôm nay nghe câu hỏi của Phêrô, Chúa không gạt ngang, câu trả lời mà Chúa hứa cho Phêrô là được gấp trăm ở đời này và ở đời sau được hưởng sự sống đời đời, kiểu nói gấp trăm ở đời này cần được hiểu theo nghĩa phẩm chất hơn là số lượng. Từ bỏ cha mẹ không có nghĩa là để được một trăm cha một trăm mẹ khác. Từ bỏ một căn nhà không phải trong đầu để mong được nơi nào cũng có nhà ở. Thưa không, hãy nhìn lại ông Minh Tuệ. Người ta hỏi ông nếu có người đánh thầy thì thầy phản ứng ra sao? Ông trả lời rất khiêm tốn, con sẽ đứng cho người ta đánh và con không hề tránh né, cũng không hề trách móc. Tâm ông bình an. Nếu có người giết thầy thì thầy sao? Thân xác này là trò bụi, giết đi để được trở về với chánh đạo, được giải thoát. Con không kết án người đó. Mình thử hỏi tâm hồn ông bình an không? Ông bình an thật. Hôm nay tôi nghe nhà ông có một cái vườn trồng sầu riêng đó. Cha mẹ nghe ông đến tỉnh đó gần nhỏ nhà mình cho người đem sầu riêng biếu ông. Đó. Ông không ăn. Ông đem cho người khác, những người đứng chung quanh. Tâm hồn bình an như vậy, thư thái như vậy là hạnh phúc, là phần thưởng ông ấy nếm được. Tôi không biết cuộc sống rồi sẽ ra sao. Đối với một người như vậy, nhưng tôi đặt cái vấn đề đây, ông bỏ hết mọi chuyện, bây giờ ông có được cái gì? Cái phần thưởng tâm linh. Thưa quý ông bà, tôi hiểu, gấp trăm ở đời này là cái phần thưởng trong tâm hồn mình, được một cái phần thưởng mà không có tiền bạc nào mua được. Không có vật chất nào bù lại bằng cái đó mới là cái đáng suy nghĩ hơn. Hãy thử đi tìm đi, bởi vì ngày hôm nay con người đi tìm cái vật chất, cái lợi lộc cho cá nhân, cho gia đình, cho tập thể của mình, cho bản thân mình. Nhưng cái chữ đi tu, bởi vì Phêrô và 11 ông kia đang muốn đi theo Chúa, có nghĩa là cái nhóm đi tu. Chữ tu, tôi ngồi, tôi suy nghĩ, tôi mới giật mình. Chữ tu có nhiều nghĩa quá. Có ai ngờ không? Cái lỗ trên cái ống khóa tiếng Hán Việt là tu đó. Rồi một loại nem làm bằng thịt bò đó, là thịt đó, cũng gọi là tu. Rồi tu cũng là râu đó, mài tu đó. Rồi tu cũng là hối hả, tu cũng là xấu hổ, là nhút nhát, công sức tu sĩ đó. Tu cũng là nên làm, tu là sửa lại cho nó đẹp hơn. Mỗi người đi tu đều muốn sửa cái gì lại cho đẹp. Minh Tuệ đang sửa cái gì cho chính ông? Mình không biết. Nhưng ông biết. Ông quyết tâm đi và giữ được sáu năm nay. Người ta ngưỡng mộ. Chúa Giêsu cũng ngưỡng mộ sự từ bỏ của các môn đệ. Nhưng Chúa dặn phải từ bỏ chính mình. Vác thập giá mà đi theo. Tôi lặp lại đó là điều kiện. Người ta ngưỡng mộ Bởi vì giữa một thế giới vật chất Của đất nước chúng ta Mà vật chất nó cai trị đến mức độ Đánh mất lương tâm Thì người ta thấy một gương Đang khao khát tâm linh Thì người ta đi theo Không có gì lạ Một cái gương đang khao khát tâm linh Đó cũng là lời dặn của Đức Thánh Cha Ph Phan Xích Cô Ngày nay Chúng ta miệt mài đi tìm vật chất và không còn khao khát tâm linh. Nói chữ khao khát tâm linh nghe nó cũng hơi khó hiểu, khao khát nước trời. Nói chữ khao khát nước trời nghe cũng khó hiểu. Khao khát ơn cứu rỗi cho chính mình, nói vậy cũng còn hơi ích kỷ, khao khát mối thân tình với Chúa Giêsu. Niềm khao khát tâm linh ai cũng phải có. Và nếu nếm được không người nào khuyên mình làm điều gì nữa đó. Tại vì mình không cần nữa. Để từ bỏ đi theo Chúa là bỏ cái tôi trước. Bỏ chính bản thân. Cái bản thân độc nhất vô nhị của mình. Mà ta yêu quý nó nhất. Chúa đòi phải bỏ. Chúa đòi nghe ghê. Móc mắt chặt tay chặt chân. Nhưng từ bỏ chỉ là một đòi hỏi. Hay một điều kiện thôi. Điều chính là cái thân mật cái quyết tâm đi theo sư phụ của mình là Chúa Giêsu. Đó là có được khi có được mối thân tình với Chúa thì có hạnh phúc thật. Cái đó là phần thưởng gấp trăm đó. Gặp gỡ Chúa Giêsu và đi theo Ngài là nguồn hạnh phúc đích thực. Như vậy, trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta, chúng ta vẫn tham dự các giờ kinh tự đọc kinh cá nhân của mình giữ một cách trung thành tham dự phụng vụ lãnh nhận các bí tích làm việc lành bác ái bố thí cho những người túng thiếu nhưng rốt cuộc có ba câu hỏi thứ nhất tôi có đang khao khát tâm linh không hay tôi có đang khao khát nước trời không hay tôi có đang khao khát ơn cứu chuộc cho chính tôi không cho những người thân yêu không cũng còn hơi ích kỷ về hỏi tôi có đang khao khát sống thân mật khi đi theo chúa Giêsu không và để thực hiện cái đó phải tự hỏi tôi tự hỏi chính mình mỗi ngày tôi có tập từ bỏ bản thân không nhất là cái tôi rất đáng sợ và cái cuối cùng, Chúa đã nói, thế nào cũng có bắt bớ, chống đối, gian truân ở đời này, rồi đời sau. Thôi, để đời sau đó đi. Mình không phải tính toán xa quá, nhưng chắc chắn sẽ có chống đối, có dèm pha, có bắt bớ. Có quyết tâm vượt qua những điều đó để vững lòng đi theo Chúa Giêsu không? ba câu hỏi. Mỗi người mình tự hỏi mỗi ngày, hy vọng mình sẽ tìm thấy được niềm vui khi mà vật chất không bao giờ đem lại niềm vui tâm linh. Khi mà vật chất không cứu rỗi được chúng ta. Khi mà vật chất làm cho chúng ta càng ngày càng xa đọa. Nói vậy không phải mình khinh thường mình không làm gì hết để nuôi sống gia đình. Mình vẫn làm lụng bằng đôi tay, bằng trí óc, bằng sức lực. Nhưng không phải để chỉ có đời này. Mình mưu cầu hạnh phúc cho người thân, cho chính mình. Nhưng mình vẫn trong ánh mắt, vẫn còn nhìn thấy một Chúa Giêsu đã từng đi khất thực. Trong ba năm không nhà không cửa, coi lại hình ảnh minh tuệ tôi so sánh một cách thô thiển với Chúa Giêsu hơn hai ngàn năm trước tôi thấy nhiều điểm giống lắm không nhà không cửa tối không có chỗ ngủ có khi ngủ ở ngoài vườn cây dầu ngủ ở sườn núi ngủ ở lề đường hay thật không tiền bạc áo quần tôi không biết ai mai cho Chúa Giêsu trong các tranh vẽ không bao giờ thấy Ngài quải cái tai nải đi theo. Không biết có thật vậy không? Hay Chúa có sách vali Samsonite theo không? Không biết. Tôi không thấy. Cái con người đó đã nói lên một cái khao khát tâm linh. Ngài luôn luôn sống kết hợp với cha của Ngài. Và Ngài mời, follow me, hãy theo tôi. Một lời mời rất đơn sơ, rất dịu dàng, không gò ép. Ai là người tỉnh, không mê sẽ nhận ra lời mời đó quan trọng. Và khi nhận ra thì cái niềm khao khát tâm linh nó sẽ mọc lên. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi cầu nguyện cho cái thầy minh tuệ đó đi đúng con đường của mình đi một cách chân thành và một cách thật là với hết tâm tư nguyện vọng của Thầy, chứ không phải hình thức bên ngoài. Tôi cầu nguyện cho tất cả những người đang khao khát tâm linh cũng gặp được Chúa Giêsu ở các tôn giáo khác gặp được chánh đạo để đi đi cho đến cùng không phải đi với hình thức bề ngoài để lòe người ta không không cần lòe ai hết mình biết mình cảm ơn chúa cho chúng con trên đất nước quê hương có một lâu lâu nó nổi lên một hiện tượng tốt hay xấu đúng hay sai chúng con không có tầm nhìn của một cái người gọi là quán triệt lịch sử dài hạn cho nên không dám đánh giá nhưng ít nhất trước mắt chúng con thấy một cái gương khao khát tâm linh thì đó là một bài học cho mỗi người chúng con